Hôm nay tôi xin hướng dẫn cho anh chị làm thêm một cái điều khiển cửa cuốn bằng máy làm chuyên dụng. Muốn làm cái này được thêm điều khiển cửa cuốn, chúng ta phải gồm có thiết bị như sau. Thứ nhất đó là một cái hộp cửa cuốn. Thứ hai đó là phôi làm điều khiển cửa cuốn. Và thứ ba là một cái máy làm điều khiển chuyên dụng. Quy trình chúng ta làm như sau. Trước tiên ta sẽ đổ mã cuốn. Kết nối với bộ điều khiển cuốn, ta tháo cái cuốn ra và đã cắm sẵn vào. Rồi kết nối xong, đã kết nối xong, ta tháo một cái điều khiển cuốn. Rồi, đã thành công nha anh chị. Chúc các anh chị thành công.